Đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra tại các cơ sở giáo dục mầm non tư thục trên địa bàn huyện. Trên địa bàn huyện Long Điền hiện có 3 trường mầm non tư thục và 27 nhóm trẻ tư thục hoạt động không phép. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các cơ sở giáo dục mầm non tư thục trên địa bàn huyện đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện và Phòng Giáo dục Đào tạo về phòng chống dịch bệnh nCoV, như cho phép học sinh nghỉ học theo quy định, huy động giáo viên người lao động tiến hành dọn dẹp vệ sinh trường lớp, mở cửa thông thoáng các phòng học, lau chùi tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, dọn dẹp hành lang sạch sẽ. Đồ chơi được rửa, phơi đúng quy định, hạn chế tối đa nguy cơ mầm bệnh phát triển. Các cơ sở cũng dán thông báo về các biện pháp phòng chống dịch bệnh corona tại cửa các lớp học, hành lang, chủ động phối hợp với ngành y tế địa phương phun thuốc khử trùng trong và ngoài lớp học, tăng cường tuyên truyền đến cán bộ giáo viên, nhân viên và phụ huynh về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng bệnh. Cùng với việc kiểm tra, đoàn cũng nhắc nhở các cơ sở giáo dục mầm non tư thục tăng cường tuyên truyền đến cán bộ giáo viên, nhân viên, phụ huynh về tình hình dịch bệnh cùng các biện pháp phòng ngừa, tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động vệ sinh trường lớp. Nắm bắt về tình hình sức khỏe của cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh, nếu phát hiện trường hợp nào nghi vấn thì phải báo ngay với ngành chuyên môn để giám sát, điều trị, cách ly kịp thời.